Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Thắng. Mình làm những video về sức khỏe, khoa học và đời sống. Và như mình đã hứa trong cái video lần trước ấy, thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái cách mà mình đã áp dụng để mình có thể làm giảm tình trạng dị ứng của chính bản thân mình. Và đây là video 5 cách đơn giản để làm giảm viêm mũi dị ứng. Nào, chúng ta bắt đầu video lần này thôi. Ở trong video lần này ấy, thì 5 cái cách đơn giản mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn ấy là các bạn có thể áp dụng ngay bây giờ, ngay lập tức. Thế còn mình sẽ có một cái video nó sẽ chuyên sâu hơn và về những cái gọi là tiểu tiết nhỏ nhỏ hơn về viêm mũi dị ứng. Và cái này sẽ được làm sau khi các bạn đã thực hiện 5 cách này rồi. Và tất nhiên mình rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách là like, share và subscribe kênh của mình để những cái kiến thức này có thể chia sẻ được với nhiều người hơn. Vậy thì 5 cách trong video này muốn chia sẻ với các bạn thì gồm những thứ như sau. Số 1, trong những cách mà để điều trị viêm mũi dị ứng của mình ấy, rất đơn giản thôi các bạn ạ, đó là rửa mũi thường xuyên. Rất là nhiều người thì có một quan điểm đó là rửa mũi thì ở trẻ em thì có thể lên tai. Mình công nhận điều đó và mình đã có những cái video hướng dẫn là phải rửa mũi thế nào cho đúng cách. Nhưng với người lớn thì đa phần sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không xì mũi mạnh. Nhưng rửa mũi thường xuyên là cách đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả nhất trong việc phòng bệnh viêm mũi dị ứng. Tại sao lại như thế? Vì khi các cái tác nhân gây dị ứng mà dính vào niêm mạc mũi ấy, thì nó sẽ ngăn cách với niêm mạc mũi bởi một cái lớp gọi là lớp chất nhầy. Và ngay lập tức nó chưa gây ra phản ứng dị ứng cho chúng ta, hoặc là nó gây ra phản ứng dị ứng nhẹ làm chúng ta hắt hơi để đẩy những cái chất đó ra khỏi mũi, và sau đó thì chúng ta không bị phản ứng dị ứng nặng hơn. Nhưng nếu chúng ta cứ để thế cả một ngày trời, các loại khói bụi, các cái phấn hoa, các xác của các con bọ nó dính vào mũi chúng ta và dần dần nó kích ứng làm phản ứng dị ứng nặng lên, thì đôi khi ấy, sau một đêm khi thức dậy, bạn có thể thấy sáng ngày hôm sau mình ngạt hết mũi, hắt hơi liên tục, mắt đỏ ngầu. Chính vì thế mà rửa mũi thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Và đối với mình thì mình rửa mũi ngày 2 lần. Một lần là buổi sáng sau khi thức dậy, một lần là buổi chiều khi mà mình đi tắm. Và nếu mà hôm nào đó mà đi ngoài nhiều, đi bụi, hoặc là đơn giản là thời tiết thay đổi, bắt đầu thấy ngứa ngứa mũi, thì mình sẽ rửa thêm một lần vào tối trước khi đi ngủ. Đó là số 1, rửa mũi thường xuyên. Cái số 2 là như mình đã nói với các bạn ấy, là cái viêm mũi dị ứng hay bất cứ một phản ứng dị ứng nào đó thì đều là tình trạng quá mẫn, hay nói khác là mẫn cảm quá mức của cơ thể với các tác nhân gây bên ngoài. Và đây là vấn đề của hệ miễn dịch. Tất nhiên là nó có thành phần gen trong đó. Nhưng hệ miễn dịch của chúng ta, nếu hệ miễn dịch của chúng ta tốt, nếu hệ miễn dịch của chúng ta được tôi luyện hàng ngày để làm cho nó tốt hơn và nó không nhận nhầm, nó không phản ứng quá mức với những tác nhân bên ngoài nữa, thì đó chính là lúc mà chúng ta bắt đầu phải luyện tập thể dục thể thao. Nói thật với các bạn ấy là gì, luyện tập thể dục thể thao là đẩy lùi mọi căn bệnh trên cái trái đất này. Luyện tập thể dục thể thao, uống nhiều nước, tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, đấy chính là những bác sĩ tự nhiên rất tốt cho các bạn. Không chỉ là để làm cho các bạn hết viêm mũi dị ứng mà còn làm cho chu kỳ ăn uống này, ngủ nghỉ này, bạn sẽ giữ được cân, bạn sẽ giữ được vóc dáng cân đối, bạn sẽ luôn luôn minh mẫn để làm việc, vân vân. Thế nên là gì, hãy tập luyện thể thao. Các bạn đừng nghĩ rằng là chúng ta phải chơi một bộ môn nào đó, đừng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đi tập gym ở chỗ câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, đừng nghĩ rằng là ngày nào chúng ta cũng phải bỏ một lượng tiền khá là lớn để đi đến bể bơi để bơi. Tập luyện thể thao, thể dục thể thao đôi khi đơn giản chỉ là việc bạn đi lên trần nhà bạn, nếu bạn là nhà phố, vươn vai, chạy tại chỗ, nhảy dây, chống đẩy. Và có thể rằng là nếu mà hết Covid thì các bạn có thể đi đạp xe và đi bộ quanh khu nhà mình hoặc đi bộ quanh hồ. Thế nên là gì? Tập luyện thể thao chính là cách thứ hai mà mình đã áp dụng để có thể cải thiện sức khỏe và đối phó với cái tình trạng viêm mũi dị ứng của bản thân mình. Cái số 3, cái này ấy, thực ra là tất cả này mình đã có tổng hợp trong một cái series khá là dài về viêm mũi dị ứng, có tận 5 phần, mình sẽ để bên góc bên này các bạn có thể xem. Nhưng ở đây ấy, mình sẽ đúc rút một chút là một cái từ các bạn có thể áp dụng ngay, đó là việc là các bạn nên ngủ sớm
và thức dậy đúng giờ. Tất nhiên là thức dậy sớm hay muộn thì tùy thuộc vào công việc của bạn, nhưng không nên ngủ quá muộn và thức dậy đúng một giờ trong ngày. Thường thì mình sẽ bắt đầu ngủ vào lúc khoảng 11 giờ đêm và thức dậy vào khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi sáng trong khoảng thời gian đấy. Với buổi đêm mình ngủ một khoảng thời gian là khoảng 7 tiếng đến 7 tiếng rưỡi, và buổi trưa thì mình cũng sẽ ngủ ít nhất là khoảng 15 phút. Khi bạn có một cái giấc ngủ, một cái chu kỳ thức ngủ đúng ấy, thì chính cơ thể bạn sẽ có một cái chu kỳ hormone đúng. Và cái chu kỳ hormone đúng ấy, nó sẽ giúp cho các bạn cân bằng được trạng thái viêm này, rồi kháng viêm này, rồi trạng thái hoạt động của cơ thể, và sẽ giảm được các triệu chứng như ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, viêm mũi rất rất là nhiều. Nếu các bạn không tin, các bạn hãy thử một đêm nào đó bạn thức dậy xem đá bóng vào lúc 3 giờ đêm mà xem. Bạn sẽ thấy là giống hệt như bạn đang bị viêm mũi. Và lý do là tại sao thì bạn có thể check cái video trên góc bên này của mình để biết được là lý do tại sao mà tự nhiên chúng ta lại bị như thế. Nhưng ở trong video này mình sẽ chỉ nói gần gọn, đó là ăn ngủ phải đúng giờ, ngủ sớm một chút và dậy đúng một cái giờ nào đó trong ngày. 6 giờ cũng được, 7 giờ cũng được, 7 rưỡi cũng được, nhưng phải là đúng 1 giờ để cơ thể chúng ta có một chu kỳ chuẩn. Thì đó là cái thứ 3 mà mình đã áp dụng cho bản thân. Cái số 4, cái này hơi lạ một chút, nhưng mà sau khi nghiên cứu và thực hành ấy, thì mình nhận thấy rằng là cái việc tránh xa các đồ ăn nhanh, các đồ ăn có nhiều đường, các đồ chế biến sẵn ấy, giúp cho cơ thể của mình khỏe lên rất nhiều, và cũng làm giảm cái tình trạng hắt hơi, chảy mũi và ngứa mũi của mình đi rất là nhiều. Mình tránh xa những cái đồ ăn mà cho thêm đường, uống sữa thì cũng chỉ uống sữa thanh trùng không đường. Mình không uống nước ép, không uống nước vắt cho thêm đường, mà mình ăn cam, ăn táo, ăn các thực phẩm mà luộc này. Rồi mình cũng tránh xa những cái loại dầu thực vật mà người ta gọi là saturated fat ấy, có nghĩa là những dầu mà thực vật là hydrat hóa một phần, đúng rồi, là những cái đã qua cái chế biến mà mình có thể sử dụng dầu thực vật tự nhiên như dầu olive, hoặc đơn giản nếu cần ví dụ như là xào rau thì mình sẽ xào bằng mỡ lợn. Tất nhiên rằng là cái lượng thức ăn đó cho vào cơ thể vẫn nằm trong cái khoảng cho phép, chứ không phải dùng quá nhiều, nhưng có nghĩa là mình tránh tối đa những cái sản phẩm mà chế biến sẵn, và đặc biệt là mình đã thoát được khỏi là uống nước ngọt, uống nước tăng lực, hai thành phần là đường và caffeine ở trong những cái đồ uống đó. Chính vì thế mà mình thấy là cơ thể mình cũng khỏe hơn rất nhiều, và cái tình trạng dị ứng của mình cũng giảm đi rất rất là nhiều. Và cái thứ tư ấy, đó là cái thứ năm đó là chúng ta phải chấp nhận với việc là cơ thể chúng ta không hoàn hảo. Bạn bị bệnh như mình bị bệnh, mình xác định là mình bị căn bệnh đó, gọi là bệnh cũng đúng, mà gọi một tình trạng cũng đúng, gọi là một cái thứ rất là bình thường trong cơ thể, đó là cơ thể chúng ta có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn, có người thích ăn cá, có người thích ăn rau, kiểu như thế. Thì đơn giản là mình thì hắt hơi nhiều hơn người khác, nhưng mình bị cận nhưng mình không bị cận nặng như người khác, chẳng hạn tại da mình không bị nổi mụn như người khác, thì đó chỉ là đặc điểm của cơ thể mình, và mình chấp nhận cái điều đó. Và khi mà chấp nhận cái điều đó thì chúng ta có một cái góc nhìn rất là vui vẻ về cái vấn đề của chúng ta không bị stress, và nó cũng giảm các triệu chứng của bạn. Và đồng thời hơn, khi chấp nhận cái việc là tôi là như thế thì mình sẽ cẩn thận hơn trong cuộc sống, mình chăm xem dự báo thời tiết hơn, mua thêm các thiết bị ở trong nhà để đo khói bụi này, đo độ ẩm trong phòng, và cân bằng lại cái môi trường ở trong nhà, cũng như là chuẩn bị kỹ hơn cho cái việc đi ra ngoài đường. Nếu mình là một người dễ bị viêm mũi ấy, thì lúc nào trong xe của mình dù mùa hè hay mùa đông cũng có một cái áo, để nhỡ mà ví dụ như mưa hoặc là lạnh hơn, hoặc là gió mùa đông bắc về, thì mình sẽ có áo để mặc thêm để không bị lạnh. Luôn luôn đeo khẩu trang khi đi ngoài đường và rửa mũi súc họng khi đi từ ngoài đường về. Đấy là một điều mà đã trở thành thói quen của mình, và mình thấy rằng là chấp nhận cái việc đó không có gì là xấu hổ cả. Tôi đó là tôi có thể thiếu cái này, nhưng tôi lại có thể tốt hơn cái khác. Chính vì thế không có việc gì phải xấu hổ cả. Chúng ta sẽ nhìn cái thứ thuộc về chúng ta nó dễ dàng hơn, và chúng ta sẽ chuẩn bị tốt với nó. Và như mình ấy, thì mình cực kỳ chăm xem dự báo thời tiết để xem ngày mai thời tiết như thế nào, mặc cho nó chuẩn, đeo kính, đội mũ, vân 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 vân. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về 5 cái bước rất là đơn giản để có thể làm giảm tình trạng viêm mũi dị ứng. Thứ nhất, đó là rửa mũi hàng ngày. Thứ hai, đó là luyện tập thể dục thể thao. Thứ ba là ngủ sớm và dậy đúng giờ. Thứ tư, đó là ăn uống những thức ăn healthy hơn. Và thứ năm, đó là
chăm xem dự báo thời tiết hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video lần này của mình. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và